Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì ở trước mắt các bác là một cái cặp đôi bác mà ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác. Thì kênh em trước giờ cũng ít giới thiệu cho các bác những cái chiếc đôi bác như thế này. Đấy, thì cái chiếc đôi bác này các bác có thể làm vừa làm bát nè, vừa làm cho những cái chiếc lo súp cũng được. Đấy, màng gương cao su rất là dày. Đấy, thì đôi bát này là mặt xám. Đây, cái chiếc bát này rất là nặng khi em cầm trên tay. Một chiếc cũng như là một cặp như thế này thì nó sẽ nặng hơn cả 7 kg, nên là về cái chất lượng của cái con lo bát này để cho anh em có thể trải nghiệm để nâng cấp cho cái bộ dàn của mình, cũng như là các bác đang đóng thùng á, đang cần một cái chiếc lo bát, muốn có một cái chiếc lo bát, cái thùng lo nghe hay hơn. Đấy, thì đeo lo bát này là của Beuner, khung sườn rất là chắc chắn. Đây, rất là chắc chắn. Thì đây các bác có thể nhìn thấy được cái mạng, cái nhện của cái loa rất là đẹp, cũng như là độ đàn hồi của cái màng này rất là cao, nên là các bác sử dụng những cái chiếc loa này, ngoài sử dụng loa bass thì các bác có thể sử dụng loa sub, điều rất là hay. Đấy, thì chủ yếu ở clip này em sẽ giới thiệu con loa bass cũng như là đo kích thước nếu mà các bác cần, và test một cái đoạn nhạc để cho các bác có thể cảm nhận được cái chất âm của cái con loa bass này. Đây, còn về cái cầu loa thì đây họ làm cho mình thành cái cầu lo nhúng, các bác chỉ cần kẹp dây vào thôi là sử dụng, không có cần là phải hàn như những cái chiếc lo bát trước đây. Đấy, đó là cái về cái phần khung xương cũng như là về phần màng loa. Còn về phần loa này thì đây là lo của Beuner, model sản phẩm là B8825, trở kháng sẽ là 6 ohm, công suất mát của cái chiếc lo này sẽ là 250W và độ nhạy sẽ là 91 dB. Củ từ cũng rất là to nè và dày. Đấy, cầm rất là nặng tay. Đấy, chất lượng từ về cái hình thức cũng như là về cái chất lượng từ cái màng loa rất là đẹp. Đấy, và em sẽ đo kích thước của cái con loa bass này để cho các bác xem và tham khảo. Đây, để em để lên cái thùng này để em đo cho nó tiện. Thì kích thước của cả vành loa nó sẽ rơi tầm khoảng 26,5. Đây, 26,5 trên một cái vành cả loa như thế này. Còn về cái phần củ từ, đây, củ từ thì nguyên cái củ từ rất là dày. Đấy, nguyên cái củ từ sẽ là 14 cm. Đó là những kích thước của cái mặt vành cũng như là về cái củ từ ở bên ở sau. Đấy, thì và bây giờ em sẽ bật một cái đoạn nhạc để test cái chất âm của con loa bass này để cho các bác thấy nó sẽ lực như thế nào. Đây, em cũng vừa đấu nói xong rồi thì bây giờ em sẽ bật nhạc lên. Đấy là khi các bác chỉ test ở bên ngoài thôi, nếu mà các bác đóng thùng thì cái chất âm của nó sẽ hay hơn. Đấy, thì các bác cũng thấy được về cái độ đàn hồi của cái màng loa cũng như là về cái chất âm nó mang đến rất là dày, rất là ấm. Đó là một cái bộ như thế này có thể các bác đóng thành một cái thùng đầy đủ các như loa như là bass, chép. Đấy, thì loa của nó sẽ rất là ổn định, sẽ hay nữa. Thì một cặp bass 25 như thế này hiện tại bên em đang có giá là 2.450.000 cho một cặp. Đấy, một cặp rơi tầm khoảng là nặng hơn 7 kg, thì các bác có thể liên hệ với một số điện thoại là em sẽ ghi ở trên màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả để cho anh em và các bác có thể dễ dàng xem và theo dõi hơn. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.